Chương trình, chương trình đọc truyện đêm, đêm khuya của đài, đài, phát, đài phát thanh phát Vĩnh Long. Đông. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 7 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Như thường lệ, sau khi giao hàng cho mối lái xong, chị Sang đến nhà ông Tân giao thư của cấp trên. Người nhận thư hôm nay là anh Thiền, thành quỹ viên nằm dùng cũng đã có mặt ở trên lầu ba. Chỉ chào một câu lấy lệ, rồi chị Sen xách chiếc làng tre đi thẳng lên lầu thăm chị dâu và các cháu. Ông Tân cũng không vội vàng đi theo, mà ngồi lại chỉ cho cánh thợ sẽ mấy tấm dáng làm cánh cửa tủ. Đây là một xưởng mộc gia đình với hơn 10 người thợ. Ông Tân, chủ tiệm, sắp xỉ tuổi 50, luôn vui vẻ trò chuyện rôm rã với cánh thợ trẻ trong âm thanh đục đẻo quen thuộc và không khí thơm nồng mùi gỗ mới. Lúc bỏ cái mực xuống, ông Tần thoáng thấy một tốp cảnh sát dài đeo súng AR-15 bước vào sân. Đi đầu là đại quý Ngô và theo ngay sau là tên mậu thư khí hành chính của phố. Lệnh xét nhà được công bố. Sau khi hạch sách về hai người thợ vắng mặt, tên Ngô dẫn lính lên lầu đã quen với sự kiểm tra nhà của tụi cảnh sát nên ông tân không hề sợ sệt đặc biệt tại căn phòng kho trên lầu đã có một chiếc tủ hai vết ngăn nơi ẩn nấp an toàn cho các cán bộ nội thành mỗi khi đến giao nhận thư từ chị liên cũng bị tên trung sĩ xét làng hắn lục tung lên nhưng không tìm được gì hết nên có phần bực tức hậm hực quen giọng đòi nhậu đòi quà biếu xén Tân bậu thư ký cứ nấn ná chưa chịu ra về. Ông đành phải khui chai rượu thết đại chúng. Để tiếp tục dõi theo công tác chuẩn bị của các nhóm cơ sở tại thành nội Quế, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 8 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Lưu Dương kéo tấm bản đồ về phía mình, chỉ vào phía Nam sông Hương. "Anh có thấy bên cánh Nam do anh năm trọng phụ trách, khác bên mình một đặc điểm quan trọng không?" "Bên khu tam giác ấy không có thành quách gì cả, quân ta có thể bí mật tiếp cận hàng rào địch mà bất ngờ tiến công. Còn cánh Bắc chúng ta, chết một nỗi là tất cả các mục tiêu cần công kích lại hầu hết nằm trong thành." Mà bức thành của vua chúa Trường Nguyễn này kể ra vào loại kiên cố bậc nhất nước ta. Tóm lại, muốn tiếp cận được mục tiêu để thực hiện đồng loạt nổ súng, trước tiên phải làm sao cho quân lọt vào thành. Chúng ta đã tuyển chọn một số cán bộ xuất sắc, am hiểu quế để phối hợp với thành quỷ tổ chức lực lượng đột kích bên trong. Sẽ phải dùng phương pháp từ bên trong bí mật tập kích bọn lính gác cổng thành. Đấy là phương án tối ưu nhất. Cố nhiên còn những phương án khác. Nhưng phương án nào cũng đều là hạ sách, là phương án dự phòng. Rốt cuộc, kết quả của việc đánh thắng trận đầu còn tùy thuộc vào trận tập kích mở cửa thành. Dân, điều tôi băn khoăn là ở chỗ này đây. Có thể coi trận tập kích mở cửa thành là trận đầu của trung đoàn được không? Nếu không thì cũng đặt nó vào một vị trí quan trọng. Đại để có thể gọi nó là trận then chốt được không? Muốn gọi nó là gì cũng được, nhưng theo tôi thì công tác chính trị phải đề cập tới nó. Phải làm cho những người có trách nhiệm trận này phải giác ngộ cao về vị trí của nó. Đồng thời về phía trung đoàn, chúng ta phải trực tiếp tổ chức, thậm chí phải trực tiếp chỉ huy nữa, chứ không thể khác được. Anh thử tưởng tượng xem, khi giờ rê đã điểm, cửa thành chưa mở được, hoặc phải đánh cụ nhầy, quân sẽ ùng đóng lại phía ngoài thành, thì tình thế sẽ ra sao? Thế đấy anh à, theo tôi nghĩ thì công tác chính trị là phải gắn vào nhiệm vụ cụ thể như thế. Chứ có xa xôi gì đâu. Ông Tư Thiên im lặng nghe chính quỷ, lắng nghe chăm chú, vì đây là chuyện thiết thân. Dễ bỡ ngỡ của ông, chính là ông chưa quan niệm được chuyện đó cũng thuộc về những vấn đề công tác chính trị. Xưa nay, ông đã ở với nhiều chính ủy chưa có chính ủy nào lại quan tâm đến quân sự như Lưu Dương những ý kiến của chính quỹ đều rất có lý đều gợi ra cho ông những suy nghĩ mới thật ra nếu gọi trận tập kích mở cửa thành là trận đầu thì chưa hạn đúng nó chỉ được coi như là quét địch trên đường hành quân tuy nhiên nó có tính quyết định rất lớn nó là một trận then chốt đúng là then chốt nó giống như muốn mở cửa phải mở cái chốt đã không phải ông coi thường trận tập kích mở cửa thành ông đã tuyển chọn những cán bộ tin cậy đi làm việc này, trong đó có Dũng, con trai Lưu Dương, người mà ông yêu quý như chính con trai mình. Tuy nhiên, ông cũng chưa quan niệm trận then chốt này đúng mức như chính quỹ đặt ra. Ông chỉ giao cho Cận, trung đoàn phó đi hợp đồng với thành quỹ và ông cũng chưa kiểm tra lại chu đáo. Đáng lẽ phải tự mình đảm nhiệm, đáng lẽ mình phải bớt thời giờ xuống đồng bằng trực tiếp bàn bạc động viên tụi thằng Dũng và đám cán bộ cơ sở. Đột nhiên, Tư Thiên hỏi. Anh Dương, tôi hỏi thật anh nhé. Hay là anh chưa tin thằng Dũng lắm? Lưu Dương nhìn Tư Thiên, nét mặt vừa cảm động vừa phản phất buồn. Không anh à. Nói thế này anh đừng nghĩ là tôi khách sáo. Tôi là cha đẻ ra nó, nhưng tôi có nuôi dạy nó được ngày nào đâu. Người có công nuôi dạy nó chính là nhà tôi. Tư Thiên nghĩ bụng. Ông này nói chữ nhà tôi một cách ngọt ngào quá nhỉ. Tôi phải ơn cô ấy. Sau nữa là cảm ơn anh. Chính anh đã giúp tôi dìu giác cháu. Thôi, anh đừng nói chuyện ơn với Huệ. Dạ. Yeah. Tư Thiên gắt. Lưu Dương tiếp. Anh đã dìu giác cháu từ lúc 16 tuổi. Nay đã hơn 20. Nó đã trưởng thành. Anh tin vào nó Lẽ nào tôi lại không tin? Quả thật thì tôi có lo. Nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ khó khăn và tối quan trọng. Để cháu có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cần có sự chỉ đạo chặt chẽ. Chỉ sơ suất một tí tẹo là hỏng việc lớn. Tin cháu mà tôi vẫn lo. Đấy là nỗi lo bình thường của một người cha. Và biến thành nỗi lo của chính quỷ à? Kể ra nói thế cũng được nhưng cái chính lại là chỗ khác cái chính là lo lắng làm sao thực hiện được quyết tâm chung của chiến dịch thế đấy anh tư à tôi nói chuyện xác định đánh thắng trận đầu trận then chốt là nói một ví dụ về công tác chính trị cần phải đề cập đến còn nhiều vấn đề khác cũng không kém phần quan trọng mà vấn đề nào cũng cần huy động trí tuệ của tập thể để đảm bảo nắm chắc thắng lợi bởi thế anh hân và tôi muốn được anh cùng tham gia ý kiến với chúng tôi để hoàn chỉnh bản đề án công tác đảng, công tác chính trị trước khi thông qua đảng quỹ. Tư Thiên cười. Anh định bầu dưỡng tôi, để nay mai có thể làm chính quỹ sư đoàn phải không? Tôi thì không có thớ làm chính ủy rồi, khéo mà mất công không đấy. Nhưng được rồi, tôi cũng sẽ thử làm công tác chính trị một chuyến xem sao. Câu chuyện chủ yếu chính quỷ dự định nói với trung đoàn trưởng đến đây câu như kết thúc. Họ chuyển sang bàn định những công việc khác. Di quân dự hợp với đảng quỷ tiểu đoàn 3 để kiểm điểm vụ chống càng vừa qua, kiểm tra việc tổ chức các trạm phẫu giả chiến. Bây giờ cậu quý công vụ cũng vừa xuống nhà bếp lấy cơm về. Chiến sĩ cuon có mái tóc xoăn tích cũng đang thập thò ở cửa. Anh nói với chính quỷ thủ trưởng về ăn cơm để kịp hành quân hay là mình mang cơm sang đây cho thủ trưởng tôi về ngay bây giờ chính ủy nói và bảo khu on về trước vừa lúc ấy chiến sĩ phụ trách mật mã đến báo cáo thủ trưởng có điện của thành ủy tư thiên đeo kính vào đọc bức điện rồi ông đưa cho chính ủy cả hai đều im lặng một lúc vẻ mặt đều sửng sốt và đau xót Đây là bức điện của thành ủy huế dựa theo tin của cơ sở nội tuyến, báo cáo cho Trung đoàn 7 biết, chiến sĩ Trinh Sát Hoàng bị sa vào tay địch sáng sớm hôm qua đã nhảy ra khỏi máy bay trực thăng tự sát. Thi thể của anh đã được nhân dân thôn hát, huyện Hương Trà chôn cất tử tế. Im lặng một lúc, Tư Thiên nói với chính quỷ. Ở quê này, tôi biết có nhiều tấm gương hy sinh cao cả. Nhưng chuyện nhảy ra khỏi máy bay trực thăng địch thì đây là một dù sau hy sinh của cậu Hoàng không phải là vô ích, chính ủy tiếp lời, chúng ta phải đánh giá cao tấm gương hy sinh cao cả này, anh Tư à. Từ hôm qua đến nay, chúng ta lo lắng biết bao nhiêu. dù rất tin vào sự dũng cảm kiên cường của Hoàng, thì chúng ta vẫn nôm nớp. cậu ấy đã chọn một sự hy sinh như thế này, nghĩa là báo cho chúng ta biết rằng, mỗi bí mật đều được theo cậu ta xuống mồ chúng ta phải đề nghị cấp trên ghi công và khen thưởng và theo tôi thì ta nên giao cho ban chính trị thông báo cho toàn trung đoàn biết để học tập tấm gương này yêu cầu các đơn vị tổ chức truy điệu hoặc mặc niệm thương tiếc người hy sinh cao cả đồng thời đề cao khí thiết của người chiến sĩ cách mạng dám hy sinh mình để bảo vệ cho toàn chiến dịch công tác chính trị thường là bao gồm nhiều công việc cụ thể như thế cả anh thấy thế nào? Tốt quá đi, chứ thế nào nữa? Chợt sực nhớ, Lưu Dương hỏi. Tình hình thế này, thì ta thôi khỏi phải hành quân giờ địa điểm chứ anh. Ta nên quyết định ngay đi, để kịp lệnh cho trung đoàn bộ và các đơn vị. Trung đoàn trưởng nhăn nhó như người bị nhức răng lắc đầu. Không nên cứ hành quân, vừa ra lệnh rồi lại bãi lệnh, ra cái trò trẻ con. Nhưng tình hình đã khác, mình phải ra lệnh khác. Chứ anh tính, thời gian thì gấp quá mà còn hành quân, còn chuẩn bị chỗ ăn chỗ ở, dù chỉ vài ngày cũng không thể nằm đất, nằm xương được. Hôm nay đã là... Tư Thiên dẫn bướng. Gấp thì làm ngày làm đêm. 24 trên 24, chứ lệnh mà làm nhem, thằng lính nó có thường. Lưu Dương cố thuyết phục. Mình bái lệnh hành quân do tình hình địa điểm. Xét ra vẫn an toàn thì đâu có lèm nhèm. Chắc các tiểu đoàn nó cũng bừng rơn. Chứ mình cứ cứng nhắc thì có khi sau này cán bộ nó lại có ý kiến. Tư Thiên ngồi thủng mặt. Vẫn biết chính ủy nói đúng. Xong xưa nay, ông không muốn để một người đồng cấp hoặc cấp dưới dạy khôn mình. Ông nói, tùy ông, muốn quyết định sao thì tùy. Lưu Dương thấy trung đoàn trưởng có vẻ giỏi, không muốn làm căng thẳng thêm chuyện, bèn tìm cách khác sao lại tùy tôi? Chúng ta bàn với nhau, cho hết lẽ, rồi anh quyết định trước. Tôi đề nghị thế này, việc di quân có liên quan tới quân khu, ta nên thỉnh thị quân khu xem sao. Ông Tám Lê sáng nay vẫn còn dưới tiểu đoàn 1. Anh coi thử ông ấy chỉ thị thế nào. Trong lúc ông Tư Thiên quay máy điện thoại, Lưu Dương trở về nhà mình. Ông không muốn trung đoàn trưởng khó chịu khi tính hiếu thắng của mình đã bị chạm nọc bởi ông đón chắc thiếu tướng Tâm lê sẽ chỉ thị ra làm sao rồi quả nhiên lệnh bãi hành quân đã được ông tư thiên ban bố vào buổi giao ban sau đó 30 phút nhìn lên bản đồ theo dõi chiến sự ở trị thiên cuối năm nay cái màu đỏ của dùng giải phóng đã lan rộng làm ta có cảm giác chỉ ráng chút xíu nữa là cái màu trắng của dùng tạm chiếm bị xóa nốt nhìn xuống đồng bằng thành phố Huế đang bị dùng ép vào giữa hai dịch đỏ dài như hai mũi kiếm, từ phía bắc đâm xuống, lửa kia từ phía nam chọc lên. Lửa kiếm đỏ phía nam bắt đầu từ dùng khu ba huyện Phú Lộc, vượt qua đầm Thủy Tú và Hà Trữ. Diễn trình kéo một dịch dài qua nhiều xã đồng bằng huyện Phú Giang, dính sang dùng Giang Thê, Thanh Thủy Chánh, Lăng Sa Bào, huyện Hương Thủy. Về phía bắc, lửa kiếm màu đỏ kéo từ đồng bằng huyện Triệu Phong qua Hải Lăng dính liền với nhiều xã thuộc hai huyện Phong Điền, Quảng Điền và mũi kiếm dừng lại ở căn cứ Ninh Hòa Đại. Cái mũi kiếm sắt nhọn chật đâm xuống ấy, cách thành phố tính theo đường chim bay chỉ khoảng 10 km. Nhưng vì có nhiều sông rạch đi dòng dèo, quá ra cũng dài, e phải gấp đôi. Ninh Hòa Đại là một vùng lúa trù phú, dân cư đông đúc, nguồn quy động sức người sức của quan trọng cho cách mạng và là bàn đạp vững chắc cho ta đột nhập thành phố cái cơ quan của khu tỉnh thành phố các đơn vị chủ lực địa phương cứ những bộ phận bám ở đây đặc biệt là cánh kinh tế hậu cần và cánh giao liên trinh sát chuẩn tướng ngô quang tư lệnh sư đoàn một ngụy một tên chỉ huy quân sự nhà nghề đã nhìn thấy mối nguy hiểm cho thành phố huế bắt đầu từ những cái bàn đạp ấy. Trong một buổi trò chuyện với Phan Giang Khai, tỉnh trưởng Thừa Thiên, để chống lại ý kiến của Khai, hắn đã gõ gõ mũi gậy vào bản đồ. Nơi cái mũi kiếm đỏ đâm xuống quế từ phía bắc xuống. Xin ông tỉnh trưởng chú ý cho, điều tối thượng chưa phải là quét sạch hạ tầng cơ sở diệt cộng trong thành phố, mà phải đạp bể cái điểm xuất phát. Có cái điểm xuất phát này, Việt Cộng mới đột nhập được thành phố. Chuẩn Tuấn Quang nói câu nói đó từ dạo mới nhận chức tư lệnh sư đoàn một ngụy và y đã thử đập bể vài lần mà nó chẳng sức mẻ. Mà cái căn cứ bằng đạp này vẫn vững chãi. Hôm đó đã là 23 tháng chạp, ngày ông Táo chầu trời. Ở căn cứ Ninh Hòa Đại, chợ thôn hạ càng đông đúc. Những hàng rau hàng gà dịch đã đẩy xa ra ngoài bãi đất trống nơi mọi hôm chỉ để dứt rác và chó ỉa. Trong gian đình lợp tôn, hàng gạo, nếp, đổ xanh, đậu phụ, hàng tập quá và dụng cụ gia đình, hàng giải là nơi trang chút hơn cả. Giữa tiếng lao nhau hỗn độn, ồn ào của đám người mua bán hối hả, một người đàn bà sắp xỉ 40, nước da bánh mật, hầm răng đen nhất, dáng nhỏ bé nhanh nhẹn đang lách người đi. Chị đi hết lô hàng này sang lô hàng kia. Nơi này trao cho chủ hàng 10 gói mì tôm, dăm gói bột ngọt. Chỗ nọ dăm bảy cái áo trẻ em, 10 bánh xào phòng thôn, dân dân. Chị làm nghề chạy hàng từ trên quê về cho các bà, các chị ở chợ quê. Chị tên là Sang. Người đàn bà nhanh nhẹn tháo giác ấy đoan đã sở lợi với mọi người. Họ tin cậy chị bởi chị thật thà, chạy hàng cốt lý công làm lời lúc hàng khang hiếm cũng không bắt kẹt người ta cố nhiên không ai biết sở dĩ chị chọn cái nghề đó cốt kiếm sống đã đành mà nhờ việc vào ra thành phố như con thoi chị đã được giao làm giao liên cho thành quỷ quế chị được kết nạp đảng đã hai năm nay và cũng hai năm nay chị rảnh trách nhiệm đưa công văn thư từ của thường vụ thành quỷ vào cho một đồng chí thành quỷ viên nằm dùng trong thành phố và chuyển báo cáo từ trong thành phố ra căn cứ. Công tác của chị là công tác bí mật, vào thành phố, chị chỉ được liên hệ qua hộp thư mà hộp thư thì nào phải ai xa lạ, chính là ông Tân, ông anh cả của chị. Ở Huế chị còn có nhiều họ hàng đàng nội đàng ngoại. Với giấy tờ hợp pháp đàng hoàng, chị ra vào thành phố, công văn tài liệu được cất giấu rất khéo léo. Thường thường Chúng được nhét vào ruột quả bí, quả mướp, quả cà dừa, củ khoai tím, đọt mùng, mớ rau nào đấy. Dẫu có soi mói, thằng địch cũng hơi đau mà lục tung cả rổ mướp, rổ bí, gánh cà, gánh khoai lên. Mà có lục lội cũng khó nhận ra điều gì khác thường trong các mớ rau, cỏ quê mùa ấy. Ít khi chị để giấy tờ mật trong người, vài lần, chị dấn bức thư mật nhỏ xíu vào điếu thuốc lá ngầm trên môi đến gần trạm kiểm soát chị mới bật lửa lên hút đi khỏi trạm chị bèn dụi tàn điếu thuốc đi có lúc chị giấu thư vào giữa hai tầng quay guốc vào ra thành phố đã lúc nào không bị kiểm soát không bị hỏi giấy nhưng nhờ hoạt động khéo léo nhất là nhờ nét mặt lúc nào cũng giữ vẻ bình thản không hề thất sắc nên chị chưa hề để lộ tung tích đã mấy lần chị mang được cả thuốc nổ vào. Thằng địch không thể nào ngờ được những chiếc rổ chị đựng cà, đựng khoai kia lại là những chiếc rổ có hai tầng đáy. Hầu như những vụ nổ do từ về thành phố gây cho địch đều có công đóng góp của chị Sang. Sáng nay, giữa chợ thôn hạ đông đúc, chị sen len lỏi đi bỏ hàng, không kịp bắt chuyện với một ai. Chị đang dội mua mấy thứ để tối cúng ông Táo. Chị Sen cho vào chiếc làn sách tay, trao cho đứa con gái, dặn dò nó cẩn thận, rồi bảo nó sách về. Đứa con gái chị khoảng 15 tuổi đã đi được mấy bước, chị Sen gọi giật lại. Trưa mai mà mới về nha. Nếu mà chị muộn, nếu mà chị muộn một hai hôm là con phải vô Huế coi thử có chuyện chi bất trách. Cô con gái chớp chớp mắt, thẳng thốt hỏi có chuyện gì vậy mẹ? Cái cơ quan của khu, tỉnh, thành phố, các đơn vị chủ lực địa phương cứ những bộ phận bám ở đây, đặc biệt là cánh kinh tế, hậu cần và cánh giao liên trinh sát. Chuẩn tướng Ngô Quang, tư lệnh sư đồng một ngụy, một tên chỉ huy quân sự nhà nghề đã nhìn thấy mối nguy hiểm cho thành phố Huế, bắt đầu từ những cái bàn đạp ấy. Trong một buổi trò chuyện với Phan Giang Khai, tỉnh trưởng Thừa Thiên, để chống lại ý kiến của khai hắn đã gõ gõ mũi gậy vào bản đồ nơi cây mũi kiếm đỏ đâm xuống quế từ phía bắc xuống xin ông tỉnh trưởng chú ý cho điều tối thượng chưa phải là quét sạch hạ tầng cơ sở diệt cộng trong thành phố mà phải đạp bể cái điểm xuất phát có cái điểm xuất phát này diệt cộng mới đột nhập được thành phố chuẩn tuấn quang nói câu nói đó từ dạo mới nhận chức tư lệnh sư đoàn một nguyễn và y đã thử đập bể vài lần mà nó chẳng sức mẻ. Mà cái căn cứ bàn đạp này vẫn vững chãi. Hôm đó đã là 23 tháng chạp, ngày ông táo chầu trời. Ở căn cứ Ninh Hòa Đại, chợ thôn hạ càng đông đúc. Những hàng rau hàng gà dịch đã đẩy xa ra ngoài bãi đất trống, nơi mọi hôm chỉ để dứt rác và chó ỉa. Trong gian đình lợp tôn hàng gạo, nếp, đổ xanh, đậu phụ, hàng tập quá và dụng cụ gia đình, hàng giải là nơi trang chút hơn cả. Giữa tiếng lao nhao hỗn độn, ồn ào của đám người mua bán hối hả, một người đàn bà sắp xỉ 40, nước da bánh mật, hầm răng đen nhất, dáng nhỏ bé nhanh nhẹn, đang lách người đi. Chị đi hết lô hàng này sang lô hàng kia, nơi này trao cho chủ hàng 10 gói mì tôm, dăm gói bột ngọt chỗ nọ dăm bảy cái áo trẻ em mười bánh xào phòng thôn vân dân chị làm nghề chạy hàng từ trên quế về cho các bà các chị ở chợ quê chị tên là Sang người đàn bà nhanh nhẹn tháo giác ấy đoan đã sở lợi với mọi người họ tin cậy chị bởi chị thật thà chạy hàng cốt lấy công làm lời lúc hàng khan hiếm cũng không bắt kẹt người ta cố nhiên không ai biết sở dĩ chị chọn cái nghề đó cốt kiếm sống đã đành mà nhờ việc vào ra thành phố như con thoi chị đã được giao làm giao liên cho thành ủy quế chị được kết nạp đảng đã hai năm nay và cũng hai năm nay chị rảnh trách nhiệm đưa công văn thư từ của thường vụ thành ủy vào cho một đồng chí thành ủy viên nằm dùng trong thành phố và chuyển báo cáo từ trong thành phố ra căn cứ công tác của chị là công tác bí mật vào thành phố chị chỉ được liên hệ qua hộp thư mà hợp thư thì nào phải ai xa lạ chính là ông tân ông anh cả của chị ở Quế chị còn có nhiều họ hàng đàn nội đằng ngoại với giấy tờ hợp pháp đàng hoàng chị ra vào thành phố công văn tài liệu được cất giấu rất khéo léo thường thường chúng được nhét vào ruột quả bí quả mướp quả cà dừa củ khoai tím đọt mùng mớ rau nào đấy Dẫu có soi mói, thằng địch cũng hơi đau mà lục tung cả rổ mướp, rổ bí, gánh cà, gánh khoai lên. Mà có lục lội cũng khó nhận ra điều gì khác thường trong các mớ rau cỏ quê mùa ấy. Ít khi chị để giấy tờ mật trong người. Vài lần, chị dấn bức thư mật nhỏ xíu vào điếu thuốc lá ngầm trên môi. Đến gần trạm kiểm soát, chị mới bật lửa lên hút. Đi khỏi trạm, chị bèn dụi tàn điếu thuốc đi. Có lúc chị giấu thư vào giữa hai tầng quay guốc vào ra thành phố đã lúc nào không bị kiểm soát không bị hỏi giấy nhưng nhờ hoạt động khéo léo nhất là nhờ nét mặt lúc nào cũng giữ vẻ bình thản không hề thất sắc nên chị chưa hề để lộ tung tích đã mấy lần chị mang được cả thuốc nổ vào thằng địch không thể nào ngờ được những chiếc rổ chị đựng cà đựng khoai kia lại là những chiếc rổ có hai tầng đáy Hầu như những vụ nổ do từ về thành phố gây cho địch đều có công đóng góp của chị Sang. Sáng nay, giữa chợ thông hạ đông đúc, chị sen len lỏi đi bỏ hàng, không kịp bắt chuyện với một ai. Chị đang dội mua mấy thứ để tối cúng ông Táo. Chị sen cho vào chiếc làng sách tay, trao cho đứa con gái, dặn dò nó cẩn thận, rồi bảo nó sách về. Đứa con gái chị khoảng 15 tuổi đã đi được mấy bước, Chị Sen gọi giật lại. Trưa mai mà mới về nha. Nếu mà về muộn một hai hôm là con phải vô Quế coi thử có chuyện chi bất trách. Cô con gái chớp chớp mắt, thẳng thốt hỏi. Có chuyện chi vậy mẹ? Không có chuyện chi hết. Đó là mẹ nói phòng xa. Chị Sen không thể nói cho con gái biết nỗi lo lắng của chị. Trong chuyến đi vô Quế lần này, chị Sen phải đảm đương một nhiệm vụ nặng nề và khá nguy hiểm là tuồn 5 khẩu AK vào thành phố, cùng với việc vận chuyển súng ống. Trong chuyến đi này, chị còn dẫn thêm cầu Dũng vào. Dũng và một nhóm bộ đội đặc công lâu nay dẫn tập thành ở thôn Hạ dưới sự hướng dẫn trực tiếp của trung đoàn phó cận. Họ có nhiệm vụ phối hợp với du kích nội thành mở cửa chánh tay cho bộ đội vào để đột nhập thành phố bằng con đường hợp pháp. Họ đã được chuẩn bị mọi thứ, giấy tờ giả mạo cần thiết, được mua sắm những bộ quần áo thích hợp với từng vai họ đã sắm. Dũng là người đầu, vào đầu tiên. Dẫn Dũng đi, chị Sen không có điều gì đáng lo ngại. Song, gia sinh viên ở Sài Gòn về quê ăn Tết. Dũng có đủ giấy tờ, chứng chỉ, cả giấy, quản quân dịch. Phải nói, dũng nhập dai rất khá. Ăn bận không sang, nhưng lịch sự và dễ gần gũi. Đu dông màu nâu tây, loại hộp thời trai nhất. Quần jean màu lông chuột, mũ nồi đen, dài mọc chuông. Với kiểu người tầm thước và khuôn mặt nhẹ nhõm, khi bận quần áo thường phục vào, Dũng dễ gây cảm giác, đúng như dai mình sắm, một sinh viên thành phố gốc gác ở nông thôn. Dũng cũng là tay biết ăn nói đối đáp lại khá thông thuộc thành phố Huế. Nếu cậu không có tính đỏ mặt khi bị nói đùa và biết hút thuốc lá nữa thì chẳng chê vào đâu được. Dẫn Dũng đi, chị Sen hoàn toàn yên tâm. Nhưng với việc tuồng năm khẩu AK vào thì không thể là chuyện đơn giản. Trước kia, chị đã từng mang thuốc nổ, súng ngắn, lù đạn vào. Nhưng đấy là những vũ khí dễ cất giấu, nhét vào đâu mà chẳng được với năm khẩu AK khá cộng kềnh, chị Sen đã nghĩ ra một kế khiến trung đoàn phó cận phục lăng. Đóng năm bao tải thóc cho AK vào chính giữa thế là gọn. Phòng xa nhỡ bị khám xét, chỉ còn cho đóng thêm ba bao khác toàn thóc xếp lên trên. Lúc này, tám bao thóc đã nằm gọn gàng trong lòng chiếc thuyền tam bản đầu ở bến sông. Từ chợ đến bến sông, chị Sen phải đi qua một dôi đất màu màu. Những nương đổ, nương lạc cây đã mọc đều, dễ hù dọa đàn chim xà xuống phá. Người ta dựng những thằng bù nhìn bằng rơm, bằng nang, cho khoác áo rách, lòa xòa và đầu nón mê. Ở một đám nương nhà ai, có một thằng bù nhìn cho mặc quần áo rằn và đội mũ đồng, trông giống thằng lính Mỹ quá. Trung quanh những thằng bù nhìn là dây nhợ làng nhằn, cờ xí bằng giấy thì ra giống chim cũng là giống ngu, thấy những đồ hú dọa tạp nham này mà cũng sợ. Chị Sen chợt nghĩ khi đi qua đấy. Kính thưa quý vị, ngôi nhà của bà Đào ở khu gia hội Nằm giữa một vùng vườn cây trái xum xuê Ngôi nhà mua đã được 6 năm Với lòng mong ước Ông Từ Thiên sẽ quay trở về Trong một ngày rất gần Vậy mà bao nhiêu năm qua Người mong đợi vẫn chưa trở về Mà người đang ở lại Lần lượt ra đi Bà sống trong cảnh cô đơn Buồn đến não ruột Cô con gái Mai vào cứ Tham gia kháng chiến với cha Chiến đứa con trai duy nhất Lại thi vào trường sĩ quan Thủ Đức bi kịch một gia đình hai chiến tuyến dần hình thành. Nhà rộng, người vắng, bà Đào nhận cháu Xuyến về nuôi, nay đã được 12 tuổi. Ngoài ra còn có hai người cháu trai là sinh viên Đại học Quế đến ở với bà cho vui nhà vui cửa. Giống là cơ sở cách mạng trong lòng địch, nhưng vỏ bọc bên ngoài là một tiểu thương chuyên bán nón lá Quế ở chợ Đông Ba. Ngày Tết gần kề, thấy con trai chiến sách vali về nghỉ phép bà đào vừa mừng vừa lo biết tính nết chiến ngang bướng khó dạy bà chỉ biết nhẹ nhàng cảm hóa tỉnh ngộ chiến bằng chính tình thương của người mẹ liệu lần trở về của chiến có trở thành một trang sử mới khi được tiếp cận với những sinh viên giải phóng ưu tú như hoàng như thực hay không xin kính mời quý vị cùng đón nghe phần chính tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm thứ sáu để đồng cảm và sẽ chia những trăn trở của bà Đào về con trai chiến. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.